Let we forget là một thành ngữ đừng bao giờ quên. Trước mặt quý vị là cây thánh giá, gọi là thánh giá Long Tân. Phía dưới là vòng hoa tươi. Có thể một du khách Úc khi người ta đến tham quan du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, người ta đã nhớ đến những người binh sĩ Úc đã tử trận tại Long Tân, mà người ta đến đây người ta đặt vòng hoa. Rất tiếc là tôi đến đây vào một buổi chiều nên tôi không biết chính xác người đó là ai. Còn cây thánh giá màu trắng tôi cũng xin nó luôn, nó là cây thánh giá tượng trưng. Còn cây thánh giá chính mà do người Úc làm đúc bằng đồng đưa qua năm 1969 hiện tại được trưng bày tại bảo tàng Canberra, bảo tàng chiến tranh ở Úc. Điều đặc biệt là từ chợ Long Tân vô đến vùng này, hỏi bất cứ ai từ lớn đến nhỏ mã Úc ở đâu, họ sẽ chỉ. Mặc dù nếu một người lạ đến đi vô mã Úc rất là khó. Tôi ở Vũng Tàu mười mấy năm mà tôi đi lòng. Chút tôi quay bối cảnh xung quanh là quý vị biết cái đường đi. Phải biết đường mới đi được. Đây. Mà Úc đây. Thánh giá tưởng niệm. Hay quá. Đây là một cái vòng hoa mới. Mới tinh nha quý vị. Hoa tươi nè. Viết tiếng nước ngoài. Có thể là người Úc họ đến đây. Hoặc một người nào đó. Let we forget. Thánh giá. Gọi là bia tưởng niệm Long Tân. Ngoài này quý vị thấy không, rộng mênh mông, bao xung quanh là rừng núi cao su đó, lô cao su đó. Ngoài này người ta trồng hoa màu nè. Xa xa bên kia, tôi đi từ hướng bên kia qua, đi qua hướng từ bên cái hồ đá bạc qua đó, đó. Một cái vòng đai nhỏ thôi, tưởng niệm 18 người Úc đã hy sinh tại đây. Chúc tôi sẽ nói sơ qua về cái lịch sử của nó. Thử rồi một. Cái này là gần như hình vuông, khoảng 15 mét. Được chăm sóc, có người chăm sóc nha quý vị. Cái này là đây là cái đường đi đó, nó trải dài một cái đường như vậy đó. Đây là cái đường ra, tôi đi lại cái đường ra, tôi quay cái rừng cao su cho quý vị thấy để quý vị hình dung được cái cuộc chiến năm 1966 giữa người Úc và bộ đội Bắc Việt đó. Nó có ba cái cột vậy đó. Là nãy là tôi chạy đó, dọc đây là rừng cao su á. Nãy là tôi chạy thẳng cái đường phía trước mặt từ cái hồ đá bạc tôi ra, cái anh kia anh dẫn tôi vô đây, anh chỉ bây giờ đi ra đường này đó. Tại sao có cái cây thánh giá tưởng niệm này? Chúng ta quay trở lại lịch sử năm 1966, chiến tranh ở Việt Nam, đã có sự hiện diện của người Úc là đồng minh của người Mỹ. Căn cứ của người Úc họ đóng ở xung quanh cái đồn điền cao su Long Tân. Vào ngày 18 tháng 8 năm 1966, bộ đội địa phương kết hợp với bộ đội Bắc Việt, mà báo chí Việt Nam họ không dùng, họ né tránh, họ gọi đó là lực lượng của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Việt Nam, quyết định tấn công cái bốt của người Úc ở đây. Cuộc chiến đã diễn ra khốc liệt, tổn hại rất nặng nề cho hai phía. Và lực lượng bộ đội chủ lực và bộ đội Bắc Việt, người ta không chiếm được cái căn cứ, cái đầu của những binh sĩ Úc này. Sau khi
lực lượng bộ đội rút khỏi thì phía Úc người ta thiệt hại 18 người. Và đến năm 1969 người ta làm một cái tượng bằng đồng. Người ta làm cái cây thánh giá bằng đồng từ Úc gửi qua và trên cây thánh giá người ta ghi kỷ niệm những người lính thuộc đại đội D, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, lực lượng đặc nhiệm Hoàng gia Australia đã bỏ mình tại nơi đây trong trận đánh Lâm Tân ngày 18 tháng 8 năm 1966. Hàng năm, các cựu binh Úc và những khách du lịch ở Úc người ta đến đây thăm viếng rất là nhiều. Và năm 1988 thì cái bia tưởng niệm thánh giá Lâm Tân này đã được nhà nước Việt Nam xếp hạng di tích cấp quốc gia và sau đó được đưa về bảo tàng Đồng Nai với lý do để bảo vệ an toàn. Tại vì hàng năm những người cựu binh Úc họ đến đây, đôi khi họ làm quá, họ tổ chức linh đình cờ trống kiểu như họ là người chiến thắng nên rất khó chịu cho chính quyền Việt Nam. Chính vì vậy mà họ phải cắt cái thánh giá này và sau đó họ cho những cái chỉ cho những người Úc đi với một lượng lực lượng giới hạn, tặng vòng hoa tưởng niệm chứ không được làm đình đám. Đến năm 2017 thì vấn đề ngoại giao giữa Úc và Việt Nam thì người Úc họ có xin được mang cái thánh giá về nước của họ và đã được chính phủ Việt Nam chấp nhận. Trong lễ tưởng niệm tại Canberra, Thủ tướng Úc đã cảm ơn chính phủ Việt Nam về việc trao cho Úc cây thánh giá là hành động quảng đại tuyệt vời. Và hiện nay, cây thánh giá này nó nằm tại dĩ nhiên nằm tại phòng trưng bày Red Shoulder thuộc Bảo tàng Chiến tranh Australia Canberra. Còn tại Long Tân, Bà Rịa Vũng Tàu chỉ là một mô hình để tưởng niệm, để tưởng nhớ. Đến đây là đã ra quốc lộ hướng đi về Hòa Long nha quý vị, cũng băng qua những cái lô cao su. Nếu quý vị nào muốn tìm cái thánh giá này thì khi đến Long Tân hỏi Mã Úc thì ai cũng biết. Còn nếu quý vị hỏi về bia Long Tân hoặc là cây thánh giá thì người ta sẽ hiểu lầm, người ta sẽ chỉ quý vị đến nhà thờ Long Tân, nơi đó cũng có cây thánh giá. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích thì xin đăng ký để theo dõi kênh.